Điều mà mình tâm đắc nhất sau 4 năm học đại học đó là mình được có một khối lượng kiến thức nền và kiến thức chuyên ngành rất là sâu và rộng. Điều mà tôi tâm đắc nhất trong 4 năm học vừa qua đó chính là tôi đã có được những cơ hội để cống hiến hết mình cho sự phát triển của phong trào thanh niên nhà trường. Điều tâm đắc nhất trong suốt 4 năm học đại học của mình có lẽ là may mắn chưa bao giờ trượt môn nào. Mỗi một năm thì cùng với các cái hoạt động ở trên trường đại học thì mình lại phát hiện ra thêm một điều và mình lại hiểu thêm về bản thân mình. Mình biết mình muốn gì và muốn trở thành ai, và đó cũng là một cái mục tiêu để mình phấn đấu. Nói vui vậy thôi chứ còn điều may mắn nhất là được học ở khoa văn và được học với sự chỉ bảo tận tình của các thầy cô giáo khoa văn. Mình nghĩ rằng khoa văn có một đội ngũ các thầy cô giáo rất đặc biệt, tận tụy và yêu nghề, và các thầy cô đã truyền cho bọn mình tình yêu với văn chương. Chính những cái người thầy tiêu biểu của ngôi trường này, những cái thành tích mà trường đã đạt được, những cái thành tựu mà trường đã giành được trong suốt cái lịch sử kéo dài hơn 60 năm của mình đã khiến cho tôi bị hấp dẫn bởi ngôi trường này, và tôi quyết tâm trở thành sinh viên của trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn từ rất sớm. Cái điều làm cho mình tự hào nhất đó là dù đi đến đâu, dù tiếp xúc với bao nhiêu người thì đâu đâu cũng gặp sinh viên nhân văn, và tất cả họ đều tự hào là sinh viên nhân văn. Mình cảm giác sinh viên trường của trường rất là gắn bó với trường, bởi vì là trường có một cái phong văn hóa mà nó rất là khác. Giáo viên cũng như là các cán bộ trong trường rất là gắn bó với sinh viên. Đôi khi những khúc mắc trong cuộc sống mình có thể nhắn tin hay là chia sẻ với các thầy, các cô giáo trẻ, và đó là cái điều mà chưa bao giờ mình nghĩ mình sẽ làm được khi còn là học sinh. Đáng nhớ nhất và thiêng liêng nhất dưới mái trường nhân văn đó chính là sự tận tâm, sự nhiệt tình, luôn luôn nghĩ về học trò của các thầy cô giáo. Bên cạnh hoạt động học tập, mình còn được tham gia rất nhiều các hoạt động khác. Tiêu biểu đó là hoạt động nghiên cứu khoa học, hoạt động tham gia các cuộc hội thảo khoa học, hoạt động tiếp sức mùa thi, hoạt động hiến máu nhân đạo. Nếu nói về bí quyết để có thể thành công trong học tập thì với tôi điều quan trọng nhất đó chính là sự chăm chỉ. Phải có cái niềm đam mê trong cái bộ môn mình yêu thích. Không có cái niềm đam mê thì không thể thành công được bất cứ môn học gì. Nếu các bạn đam mê thì các bạn sẽ có được hai đức tính rất là quan trọng trong học tập, đó là sự tập trung cao độ và tinh thần trách nhiệm với cái mình làm. Đối với những việc học tập thì bạn cũng phải lăn xả vào nó, và mỗi bài tập, mỗi cái bạn làm bạn phải trách nhiệm và bạn ý thức về những việc bạn làm. Dù kết quả của nó có tốt như bạn mong đợi hay không thì đầu tiên bạn không phải xấu hổ với bản thân. Mục đích học ở đây theo mình thì là để tiếp nhận những kiến thức chứ không phải là để đối phó với kỳ thi. Mình nghĩ là các bạn không nên học vì điểm số, bởi vì là kiến thức nó sẽ trôi qua nhanh và nó sẽ không giúp ích gì được cho bạn cả. Bạn vừa mất thời gian vừa mất tiền, tại sao bạn không tích lũy nó trở thành kiến thức của bản thân để về sau mình có thể dùng nó một cách chủ động hơn. Đối với tôi mà nói thì việc học như là chính là một niềm vui trong cuộc sống của mình. Nói chung thì khi mà tôi không học thì tôi thường có những cái suy nghĩ rất là vẩn vơ và tiêu cực. Nhưng mà cứ học là tôi cảm thấy rất là vui, có thể cười suốt cả ngày. Hiện tại thì mình đang là cộng tác viên cho một nhà xuất bản. Và công việc đam mê của mình đó là được làm việc với những cuốn sách. Mình rất muốn sau này sẽ được tiếp tục làm việc nhiều hơn với sách và có thể góp phần là tạo ra những cái tác phẩm hay, đặc biệt là cho lứa tuổi thiếu nhi của Việt Nam. Ngay từ bé tôi đã rất là ưa thích nghiên cứu về lĩnh vực chính trị, cho nên là bản thân tôi cũng rất là muốn sau này sẽ có được nhiều cơ hội để có thể trở thành một nhà nghiên cứu chuyên sâu về lĩnh vực này. Hiện tại thì mình đang học bằng kép ngành ngôn ngữ Anh ở trường Đại học Ngoại ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội, và mình phải tiếp tục học thêm 2 năm nữa để tốt nghiệp bên đó. Trong thời gian đó thì mình sẽ tiếp tục học cao học ở bên này, ngành xã hội học. Dự định của mình đó là mình sẽ trở thành một cán bộ nhân viên công tác xã hội chuyên nghiệp và hoạt động trong một cơ quan nhà nước. Mình luôn mong ước được trở thành một giáo viên tiếp nối truyền thống của gia đình mình. Mình muốn làm một nhà nghiên cứu hoặc một giảng viên. Vì vậy là mình hy vọng thì sẽ được ở lại trường hoặc sẽ được về viện nghiên cứu, viện triết học. Công ty hiện tại của mình là công ty tư vấn và đại diện sở hữu trí tuệ Trường Xuân, có cổng tuyển cộng tác viên, và mình đã tham gia ứng tuyển, và may mắn là mình đã trở thành cộng tác viên của công ty từ 2013, và hiện giờ thì mình đã trở thành nhân viên làm việc cho công ty. Tôi sẽ dự định sẽ làm hồ sơ để dự thi nghiên cứu sinh và tiến hành cái quá trình học tập, tiếp tục 4 năm học nghiên cứu sinh tại trường Đại học Khoa học Nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội.